Tham quan cái xưởng đóng tàu nha. Này các bạn thấy chữ gì không? Đây là một cái xưởng đóng tàu. Trên đó có ghi rõ cái điện thoại, địa chỉ. Lắp, nói chung là đóng sửa chữa gì đó. Chứ ở đây mình sẽ nghe được cái tiếng máy của cái con tàu này. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái hầm máy coi mấy chú sửa chữa dưới đó. Cái đường này sẽ đi xuống dưới cái hầm máy. Bây giờ mình đi xuống dưới. Đây là bên trong của con tàu. Chút nữa đây mình sẽ xem cận cảnh hơn cái máy, chút nữa mình sẽ cố gắng mình quay. Hiện tại thì mấy anh thợ đang sửa chữa cái máy, chút nữa thì nó còn một số trục trặc. Một số trục trặc nó là nó sẽ hoàn thiện, sẽ nổ máy. Cái chiếc tàu này có gắn cái máy là Hino. Rất là lớn. Cái miếng này cái gương khoan lỗ rồi khoan bắt vô cái cây này luôn.
À, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới cái coi cái xem cái chân vịt của cái con tàu này nó bự cỡ nào nha anh em. Chút nữa mình sẽ nghe được cái tiếng máy của nó. Đây là cái bồ. Cái máy này nghe rất là rộng, rất là lớn. Đây là cái bồ của con tàu. Thì hiện tại cái con tàu này đang nằm ở trên bờ để sửa chữa. Chút nữa mình sẽ mấy anh em sẽ được xem cái chân vịt sẽ chạy trên bờ. Cái máy thì hoạt động. Bây giờ mình đi bằng cái cầu thang này. Này, là ở dưới. Mình sẽ đi bằng cái cầu thang này đi xuống dưới. Đi xuống dưới đó mình đi mình xem cái chứng dịch của nó bự cỡ nào. Giờ mình đi. Khó đi quá. Mình không kéo là rớt xuống đó là tôi mạng. Đây là một cái chân vịt của cái máy tàu. Cái chân vịt này nó có trọng chiều dài là 1m55 và trọng lượng ký của nó là 250 kg. Khá là nặng. Đây cái chỗ này thì chưa có con ốc bắt gì đó. Để mình xem chi tiết hơn. Chút nữa đây thì mấy anh em sẽ xem được cái chân vịt này nó lăn ở trên không như một cái máy quạt khổng lồ. Cái chân vịt này thì nó có giá tiền Việt Nam là khoảng 38 đến 39 triệu. Đó là bự nha anh em. Như một cái cánh quạt khổng lồ. Chút nữa đây mấy anh em xem. 250 kg thao. Đây hệ thống lái của chiếc tàu. Bánh lái. Cái dầu bôi trơn để mà khi mà lái tàu cho nó nhẹ nhàng. Ngắt lô rồi chưa? Rồi xong luôn. Gãy hả vậy? Gãy tán ra hả? Xuống nón. Đó, con gọi gió. Thank you.
lại ơi. Đi lại ơi. Đây đây ở dưới đường luôn sao mà dưới đường luôn chú anh đây.
áo thì được. Được rồi, đúng không anh?